tôi thì rất là ấn tượng đó là nước ta còn thiếu gạo mì bay lên vũ trụ làm gì ở anh tôi chợt nhớ đến một cái câu thơ của nhà thơ tố hữu đó về sự kiện này đó là lạ lùng chưa ta sống thật đây gian khổ đêm mày ngày mà cứ tưởng bay trong mơ ước bữa cơm khoai ít cá nhiều rau mà ngăn sông làm điện khoan biển làm dầu chân dép lốp mà bay lên vũ trụ à, tôi hiểu ý của nhà thơ tố hữu ở đây là đất nước ta còn rất là nghèo dân ta còn rất gian khổ thế nhưng từ trong nghịch cảnh đó lại sinh ra những con người có phẩm phẩm chất kỳ diệu phẩm chất anh hùng và tôi nghĩ rằng là hẳn là thời điểm đó thì khi mà anh Hồ Phạm Tuân được chọn là người cùng với nhà du hành vũ trụ người nga bay lên vũ trụ thì đó hẳn là cũng là một cái điều rất là ngạc nhiên của rất là nhiều người không biết là để có thể bay lên vũ trụ thì anh Hồ Phạm Tuân đã phải trải qua quá trình rèn luyện như thế nào à, để mà bay được trên cả trên máy bay và đặc biệt bay vào vũ trụ thì có hai vấn đề cái thứ nhất là phải có ý chí phải có quyết tâm à, cái thứ hai là phải năng lực thực hành của anh, năng lực họ điều khiển và ý chí quyết tâm cộng với năng lực tạo ra cho mình cái bản lĩnh, bản lĩnh nghĩa là mình muốn và mình làm được đúng không nào? Chứ đôi khi muốn nhưng mà không làm được cũng không không được. Nhưng mà mình làm rất tốt nhưng mà ý chí mình không có bản lĩnh mình không tốt thì đôi khi cũng được. Thế cho nên là phi công Việt Nam cũng đã được tuyển rất kỹ. Nhưng mà tuyển từ phi công, những phi công nói chung được một số phi công vũ trụ không phải là không phải là không phải là dễ à, chính vì thế mà tôi rất may mắn không hiểu thế nào à, mình để qua được tất cả những cái đó và để trở thành à, phi công vũ trụ nhưng vào tập luyện trong trung tâm vũ trụ thì nó còn khó khăn hơn nhiều à, tôi lấy thiệu như nãy tôi vừa nói trạng thái không trọng lượng, là là trạng thái điển hình của vũ trụ thì khi mà chúng ta ngồi dưới đất này À, sống bình thường hàng bao nhiêu triệu năm nay rồi con người của chúng ta như vậy quen là máu chảy xuống chân và tim phải đưa máu lên đầu đó nhưng trên vũ trụ nó cân bằng về, về 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 lực nên là không còn cái cái máu xuống chân nữa là máu nó lên đầu rất nhiều à, làm cho đầu thừa mọng nên làm sao chúng ta phải tập luyện để làm sao nó quen với trạng thái như là ngủ chúc đầu xuống đất Rơi chân lên trời chứ không phải là ngủ bình thường nữa à, thế nhưng đây tôi nói là cái chuyện đó cái thứ hai là à, Uh, làm việc với một hệ thống máy ở uh, trên con tàu rất nhiều uh, rất nhiều so với uh, trên máy bay đã nhiều rồi nhưng trong con vũ trụ rất nhiều và nó đòi hỏi là anh phải chính xác chuẩn xác từng giây một uh, yeah. tôi lấy chịu thế này thôi con tàu nó lắp ghép Nó yêu cầu là tốc độ tiếp cận là 0,1 đến 0,15m một giây uh, nếu như chậm quá thì nó chạm vào thì nó lại trôi ra nhưng nếu mà nhanh quá nó chạm vào cái đôi khi nó đâm thủ con tàu. À, thế cho nên đòi hỏi cái độ chính xác nó cực cao. Mà trên nó có 8 cái khóa. 8 cái khóa với 8 cái ổ. Làm sao anh điều khiển con tàu làm sao nó đúng vào như, như thế này. Thì đấy là những cái động tác hết sức tỉ mỉ, Đòi hỏi mình phải rèn ừ. luyện rất nhiều. Thì cái đó suốt 2 năm là chúng tôi rèn luyện không biết bao nhiêu nữa. Chưa Được. kể là có những bài tập rất căng thẳng. À, nằm vào trong một cái ghế mà người ta buộc kín người lại không có cử động. 8 tiếng đồng hồ liền như vậy từ 8 giờ tháng đến 4 giờ chiều không ăn không uống mà liên vâng. tục làm việc như vậy trong thời gian 8 tiếng. Nó, nó 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 tập bằng cái lúc mà thực tế mình bay mà từ lúc bắt đầu bước trên lên con tàu đến lúc vào, vào vũ trụ là 8 tiếng thì anh tập ở dưới đất cũng như thế nhưng mà khi bay vào vũ trụ thì nó nhẹ nó không có trọng lượng nó không đè xuống ghế nó không mỏi nhưng mà tập ở dưới đất mỏi vô cùng mỏi vâng. vô cùng rất là à, hao đi mấy cân luôn bởi vâng vì à. là nằm trong bộ quần áo kín như thế này mồ hôi một cái nó ra nó thấm À, thế cho nên căng thẳng lắm, kể cả căng thẳng về 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 tâm lý, kể cả căng thẳng về sức khỏe, đó. và đòi hỏi cái trí nhớ của anh tất cả đến giờ nào làm cái gì tất cả những đấy cộng lại là làm cho con mình rất căng thẳng vâng thật. nhưng mà ông Nên thì là đã đòi hỏi mình là... phải tập luyện để vượt qua được cái đó vâng, rõ ràng là anh hùng phạm tuân của chúng ta đã phải uh, trải qua rất là nhiều những cái thử thách và rõ ràng là chúng ta phải có cái sức khỏe uh, đam mê và kiên trì mới có thể vượt qua những cái sự thử thách đó đúng không ạ uh, và tôi cũng chợt nhớ rằng là ở cái thời điểm đó thì tôi cũng được uh, một số người nói lại với nhau rằng là một người châu á với tầm vóc nhỏ bé như là uh, anh hùng phạm tuân có thể vượt qua được những cái thử thách như vậy và đã trở thành uh, nhà du hành thứ hai bay vào vũ trụ đúng không ạ